Và trong cái thời kỳ Covid vừa rồi, là 2 năm vừa rồi, thì có một cái vòi là Avia, là rượu và nước, thì nó bị giảm thật, giảm nhiều ấy, bởi vì là do là Covid mà các nhà hàng đóng cửa. Đó. Và mảng giáo dục cũng bị ảnh hưởng một chút, là cái giảm là trường Archimedes ấy, là cũng giảm một chút, nhưng mà sau đó là xoay đổi sang là online là ok. Thế nhưng mà những các cái chỗ khác thì nó lại ngon lên. Vì ông Trung Quốc không bán được sang Việt Nam, vì Hàn Quốc không sang được, vì đứt gãy gọi là chuỗi cung ứng. Thế là cuối cùng là Hà Nội lại lên gì? Lên ngôi. Và chúng tôi tăng trưởng là 20% năm 2020 và gần 30% năm 2021. Và vì vậy cho nên là nó vẫn sống rất khỏe. Các anh chị nhìn thấy con gì đây ạ? Thank you. Tôi vẽ đẹp đấy chứ nhỉ? Thank you. Ok. Thế thì khi mà tôi về cùng với anh trai mình thì có một hôm ông bảo chú ạ, em ạ, anh em mình phải làm sao như con bạch tuộc. Thế ông ấy nói là con bạch tuộc nó như thế nào? Phải như con bạch tuộc là bởi vì là cái con bạch tuộc này, mỗi một cái vòi của nó đều mang lại cái thức ăn, nguồn thức ăn để nuôi cái cơ thể của con này. À, thế có nghĩa là gì? Nếu như trong trường hợp mà bạn chỉ có một cái vòi duy nhất như thế này ấy, đúng không? Một cái vòi duy nhất như này, ví dụ như là có một cái anh học trò tôi là khi anh làm về ngành du lịch, anh làm ngành du lịch thì tự nhiên đến là năm 2019 cái con Covid nó lại là bay nhảy về. Đó, mà trước đấy ấy, 12 năm trời anh phát triển liên tục, anh phát triển lắm. Bởi vì du lịch của đất nước chúng ta thì liên tục phát triển mà. Thế là anh ấy thấy thuận quá thì anh cứ chỉ làm du lịch thôi. Thế nhưng mà đến khi cái con Covid nó bay vèo phát từ bên chỗ Vũ Hán về đến tận Hà Nội của chúng ta, xong rồi vào tận trong Sài Gòn. Thế là cuối cùng là anh nghĩ là sao? Anh không còn cái là cơ hội để sống nữa. Và cuối cùng anh đã phải đóng cửa. Mà 30 mấy con người của anh ấy đi theo anh ấy suốt là 12 năm. Cuối cùng anh phải là nuốt nước mắt vào bên trong. Để thôi thì các em hãy đi tìm các cái công việc gì đấy tạm thời. Lúc này anh tạm thời là gì? Phải đóng cửa. Thế và lúc đấy nó cũng giống như câu chuyện là gì? Là cái vòi duy nhất này nó bị cắt xẹt và phát như này. Yes or yes? Cho nên đừng nghĩ rằng là mình 12 năm hay là 15 năm hay là 20 năm mà chúng ta cứ trường tồn, không có đâu. Và kể cả là có khi là ông Nokia đến tận mấy chục năm rồi, kể cả Motorola cũng là có thể hàng là gần 100 năm rồi, đúng không? Hay là Kodak cũng thế. Nói chung là vẫn có thể là bị tèo. Vỗ vai người bên cạnh vẫn có thể bị tèo, đúng không? Yeah. Thế vậy thì làm thế nào? Thì thưa các anh chị là chính vì là cái triết lý con bạch tuộc này cho nên là chúng tôi bắt đầu từ ngành xây dựng. Nhưng sau đó chúng tôi bắt đầu là mở sang là ngành sản xuất. Vì sao chúng tôi mở sang ngành sản xuất? Thực chất là bản chất là anh trai tôi là ông đấy, ông cũng nhìn ra được một số những người bạn đồng lứa làm xây lắp. Thế và rất nhiều anh làm ăn cũng phát triển lên, nhưng sau một thời gian là chết. Bởi vì làm cái nghề xây lắp ấy, nếu mà các anh chị mà biết về nghề xây lắp thì nhiều khi cũng bạc lắm. Vì sao tôi nói là bạc? Bởi vì là nhiều lúc chủ đầu tư nợ. Đó. Và người ta cứ muốn mình làm thật nhanh, nhưng sau đó lại đòi tiền thì rất là khó, đúng không? Và bây giờ lãi mỏng lắm, 8%, 10% là quá giỏi, đúng không? Còn đâu là để mà được 15%, 20% thì nó là cái thời ngày xưa rồi. Hoặc là phải là chọn một cái ngành đặc biệt, chứ còn là xây lắp thì nó bây giờ nó cạn lắm. Thế cho nên là cạnh tranh khốc liệt để mà có được công trình. Thế thì anh trai tôi đã nhìn ra được điều đó từ cách đây hàng hơn chục năm về trước. Thành ra là ông ấy đã là gì? Đã bắt đầu là vùi những các hạt giống bằng cách là mua lại cái nhà máy gạch Bắc Thăng Long, đúng không? Là nhà máy vật liệu xây dựng. Và ông ấy là phá bỏ cái nhà máy đây đi để xây dựng nên nhà máy cống bê tông. Vì sao ông lại xây dựng nhà máy cống bê tông? Bởi vì là bọn tôi làm đường rất nhiều, mà ở dưới lòng đường thì nó có rất nhiều cống thoát nước. Thế thành ra là anh ấy đã phát triển thêm cái mảng sản xuất. Và anh em tôi sống ở Đông Anh. Vì sống ở Đông Anh cho nên chúng tôi mới nhìn thấy là những các cái nhà máy nó là rất là bền. Mấy chục năm chúng tôi là từ lúc chúng tôi chưa sinh ra nó đã có. Và đến bây giờ nó vẫn đang sống là tuyệt vời. Ví dụ nhà máy nồi hơi Đông Anh này, nhà máy điện Việt Hung này, nhà máy bi khóa xích lít này, nhà máy Bulgari này, rất là nhiều nhà máy ở bên Đông Anh chúng tôi. Thì có thể là vì cái là sự hiểu biết của chúng tôi như vậy nên là chúng tôi mới quyết định là đầu tư vào sang sản xuất tại cái thời điểm đấy. Nghĩ chỉ đơn giản thế thôi các bạn ạ, cũng không nghĩ nhiều đâu, đúng không? Chỉ làm sao là thôi cứ làm tới đây. Thế là sau đó rồi dần dần lại phát triển sang bên mảng rượu, mảng nước. Nhiều người đặt câu hỏi và tại sao là bên chỗ công ty của thầy làm xây dựng, làm về vật liệu xây dựng mà bây giờ nhảy sang một cái lĩnh vực chả liên quan gì cả. Bao nhiêu trong số các anh chị cũng băn khoăn như vậy, giơ tay mà nói tôi ạ. Ok, thực ra nó có liên quan tới ông chủ. Bởi vì ngày xưa nếu mà các bạn còn nhớ là tôi với anh trai tôi là đi buôn rượu. Tức là năm mà tôi 15 tuổi là tôi với anh trai tôi đi lên làng Đại Lâm của Bắc Ninh. Sau đó thì là mua rượu ở đấy về, mua 600.000 đồng, 600 đồng bán 1.800 đồng, lãi gấp 3. Bán mãi lắm, bởi vì ngày đấy là hàng cấm mà. Thế và vì là buôn rượu như vậy thấy là rất là lãi. Thế và sau đó thì chúng tôi mới có một cái suy nghĩ như này. Việt Nam chúng ta chưa có một cái rượu nào nó gọi là rượu là để xứng đáng để giới thiệu các chính khách, và đặc biệt các doanh nhân thành đạt thì nhiều khi toàn mua là đồ gọi là đồ Tây thôi, đúng không? Rượu là phải rượu là whisky Scotland, hoặc là rượu Bordeaux, vang của bên chỗ Pháp, hoặc là rượu của Nhật Bản, đúng không? Vân vân. Thế Việt Nam hiện nay là chưa có cái rượu nào để xứng tầm. Rượu Đà Lạt chưa đủ tầm, đúng không? Thế rượu vodka Hà Nội thì lại càng chưa đủ tầm. Ai uống vodka ấy đâu. Uống vodka nó giống như là kiểu dạng uống nước lã pha với cồn đấy, đúng không? Thành ra là không phải là cái để mà bơi. Thế thành ra là vì thế nên chúng tôi mới nghĩ rằng là mình phải làm được một cái rượu mà để cho Việt Nam này, những người các bạn ngồi đây là các bạn có tiền, các bạn có vị trí và các bạn cũng muốn làm sao để tự tôn thì phải giới thiệu một cái rượu của Việt Nam thì mới hoành tráng. Chứ còn cứ đem rượu Tây ra để mời chán lắm các bạn. Thế đấy là chính là cái xuất phát điểm của chúng tôi là muốn đầu tư ra nhà máy rượu. Và đến bây giờ thưa các anh chị là nhà máy rượu của chúng tôi đầu tư hơn 450 tỷ. Và toàn bộ công nghệ của chúng tôi là đầu tư là của Nhật Bản. Nhưng trước thời kỳ đây thì chưa được như bây giờ. Nhưng mà với cái ước vọng đó cho nên chúng tôi mới đầu tư nhà máy rượu và nước. Và đó chính là lý do. Thế còn về sau này thì chúng tôi lại đầu tư sang rất nhiều cái khác nữa. Là vật liệu xây dựng thì nó là cái ngành chủ lực của chúng tôi rồi. Và bây giờ chúng tôi có khoảng tầm là gần 20 các nhà máy. Chúng tôi phát triển cả điện gió. Ví dụ như điện gió, nhà máy điện gió Quảng Trị chúng tôi vừa mới khánh thành tháng 10 năm 2021 vừa rồi. Cái nhà máy điện gió Quảng Trị đấy là chúng tôi là gần 50 mê. Và mỗi một ngày cứ gió thổi ở trong đấy thì cho chúng tôi khoảng 1,2 tỷ đến 1,5 tỷ tiền doanh thu điện. Như vậy một năm là có thể quay tít thò nò là ra cũng được gần 400 tỷ. Đó. Và sang năm nay thì chúng tôi có 3 nhà máy thủy điện trên Lai Châu. Nhà máy thủy điện trên Lai Châu thì 3 nhà máy đấy gần 100 mê. Và tức là gấp đôi lần so với Quảng Trị. Và chúng tôi lại tiếp tục đầu tư ra là chỗ điện rác. Ở Hà Nội chúng tôi có 2 nhà máy điện rác đang triển khai. Mỗi nhà máy đầu tư khoảng hơn 4.000 tỷ. Thế và chúng tôi lại bắt đầu lại nhảy sang lĩnh vực môi trường. Chúng tôi lại sang giáo dục như các anh chị thấy đấy. Đây là một trong lĩnh vực chúng tôi đang đầu tư. Rồi, cứ từ từ từng bước như vậy. Và trong cái thời kỳ Covid vừa rồi, là 2 năm vừa rồi thì có một cái vòi là Avia là rượu và nước thì nó bị giảm thật. Giảm nhiều ấy. Bởi vì là do là Covid mà các nhà hàng đóng cửa. Đó. Và mảng giáo dục cũng bị ảnh hưởng một chút là cái giảm là trường Archimedes ấy. Là cũng giảm một chút, nhưng mà sau đó này xoay đổi sang là online là ok. Thế nhưng mà những các cái chỗ khác thì nó lại ngon lên. Vì ông Trung Quốc không bán được sang Việt Nam, vì Hàn Quốc không sang được bị đứt gãy gọi là chuỗi cung ứng. Thế là cuối cùng là Hà Nội lại lên ngôi. Và chúng tôi tăng trưởng là 20% năm 2020 và gần 30% năm 2021. Và vì vậy cho nên là nó vẫn sống rất khỏe. Con bạch tuộc này nó vẫn sống là sao? Rất khỏe. Cho nên là các bạn cần phải phát triển con bạch tuộc.